Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay vẫn làm khoai tây chiên thì vẫn bao vật cắt như này sẵn đấy ha. Cái này thì mọi người bao vỏ sạch sẽ xong rồi là ngâm nước muối ha. Ngâm nước muối xong rồi mình rửa cho sạch hết cái nhựa với cái bột khoai, khi nào cho nước trong thì được ha. Thì vẫn để cho ráo nước xong giờ vẫn lắc bột ha. Bên này vẫn có khoai lang, còn bên này vẫn làm khoai tây. Bây giờ vẫn phá bột. Thì em vẫn bỏ một muỗng bột mì, 2 muỗng bột nắng. Thì khoai tây mọi người để cho ráo nước ha. Ráo nước thì ôi xin lỗi mọi người, vẫn thúc phải cái máy. Nên hơi giống hơn. Bột khoai tây thì mình trộn lên cho đều. À quên, xin lỗi mọi người. Bột mì với bột nắng. Nói khoai tây thôi nói nhầm. Vẫn bỏ khoai tây vô vẫn lắc ha. Vẫn làm cả khoai tây cả khoai lang vẫn làm giống nhau luôn. Vẫn bỏ một muỗng bột mì, một muỗng bột nắng, trộn đều xong rồi vẫn bỏ vào đây vẫn lắc ha. Cái khoai tây này để cho khô thì khi lắc rồi đẩy bột ha. Lắc cho đều nha. Bột nào cho đều xong rồi đâu vẫn đi bỏ dầu ăn luôn chiến ha. Bỏ dầu ăn bắt đầu sôi rồi, giờ vẫn bỏ khoai vô. Vẫn không đảo thôi, để như này lát ở đây là khoai tây chiên được mấy phút rồi thì vẫn đảo lên. Giờ vẫn bớt ra, lát vẫn chiên lên hái ha. Vẫn bắt đầu chiên lên hái. Vẫn chiên lên hai này thì để cho khoai tây nó giòn hơn. Này thì được thôi, giờ mình vớt ra. Vẫn đã chiên xong khoai tây với khoai lang ha. Thì vẫn ảo bột bột mì với là bột nắng á. Một muỗng bột mì, 2 muỗng bột nắng vô thì giúp cho khoai tây giòn mà không bị gầy ha. Vẫn bỏ qua cái bước luộc khoai tây với khoai lang ha. Vẫn không luộc. Luộc cái bỏ bột nghệ vô nhưng mà vẫn bỏ qua bước đó, nhưng mà khoai lang vẫn với khoai tây vẫn
làm lên thì không bị gầy mà vẫn giòn ha. Thì Vân kết thúc video ở đây. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã coi hết cái video của Vân. Nếu thấy thích thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.